Kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin 100 độ của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Tôi, Noel, sẽ đồng hành cùng quý vị đến với những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay, 1 tháng 4. Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Đồng Xoài, The Happy Home hiện thực hóa giấc mơ mua nhà thành phố với giá chỉ từ 600 triệu một nền cùng hệ thống nội khu tiện ích. The Happy Home, giấc mơ thành phố cho thế hệ tương lai. Như thường lệ, những thông tin trong tỉnh sẽ mở đầu bản tin. Thưa quý vị, 18 đối tượng, trong đó có 15 người không rõ quốc tịch và 3 người Việt Nam là tài xế đi trên 3 xe ô tô đang xâm nhập địa bàn hai xã Minh Đức và Minh Tâm, huyện Hấn Quảng, đã bị các lực lượng chức năng huyện phát hiện và bắt giữ. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút tối qua, tổ tuần tra liên ngành của huyện Hấn Quảng phát hiện tại địa bàn hai xã Minh Đức và Minh Tâm có 3 xe ô tô loại 7 chỗ ngồi chở nhiều người, nghi có dấu hiệu nhập cảnh trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng huyện phát hiện có 18 người, trong đó có 3 tài xế người Việt Nam và 15 người không rõ quốc tịch. Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, hai đối tượng đã bỏ trốn vào lô cao su thuộc ấp 1A, xã Minh Đức. Với tinh thần trách nhiệm cao trong phòng chống dịch COVID-19, người dân và lực lượng chức năng đã phối hợp truy tìm hai đối tượng bỏ trốn. Đến 5 giờ sáng nay, hai đối tượng trên đã bị bắt giữ. Như vậy, đến sáng nay, tất cả 18 người trên đã được các ngành chức năng huyện Hấn Quảng đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Lộc Ninh. Còn tại huyện Bù Đăng, một nam thanh niên tử vong tại chỗ sau khi điều khiển xe mô tô tông trực diện vào đuôi xe ben đang thi công công trình cống thoát nước trên quốc lộ 14. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay trên đoạn đường qua thôn 3, xã Minh Hưng. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng nay, xe mô tô mang biển số 93L1-23405 do Lê Văn Quyền, 17 tuổi, ngụ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn đường trên, do chạy với tốc độ khá nhanh, lại không chú ý quan sát, nên Quyền đã tông trực diện vào xe ben mang biển số 93N-2843, đang dừng bên đường để thi công công trình cống thoát nước. Cú tông mạnh khiến xe mô tô dính chặt vào phần đuôi xe ben, hư hỏng nặng. Nam thanh niên tử vong tại chỗ. Cũng trong hôm nay, Công an huyện Lộc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Minh Trí, 22 tuổi, trú xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an thị trấn Lộc Ninh tiến hành kiểm tra khu vực nhà trọ tại khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, phát hiện bắt quả tang đối tượng Hà Minh Trí đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một con nghiện. Tang vật thu giữ gồm một bịch ni lông màu trắng, đối tượng khai là ma túy, cùng 150.000 đồng và một điện thoại di động. Tiến hành khám xét tại phòng nghỉ của Trí, lực lượng công an thu giữ thêm 17 bịch ni lông màu trắng, bên trong chứa ma túy, cùng nhiều tang vật liên quan đến sử dụng ma túy. Công an huyện Lộc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng Hà Minh Trí theo quy định của pháp luật. Bản tin được tiếp tục với những thông tin trên mặt trận phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Thưa quý vị, đoàn công tác Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa kiểm tra 7 container nhập lậu tại cảng Đà Nẵng, đồng thời đề nghị các ngành chức năng của thành phố phối hợp chặt chẽ hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa hàng lậu trung chuyển vào cảng, trước thực trạng hoạt động buôn lậu trên đường biển ngày càng phức tạp. Trước đó, tổ công tác Ban chuyên án Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã kiểm tra thu giữ 2 container hàng hóa nhập lậu có trị giá ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Đây là các container chứa các loại hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Tại thời điểm kiểm tra, các container này không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Cả hai container này đều thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú Thành Phát và công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại dịch vụ Sinset, trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng hải quan Đà Nẵng đã tạm giữ 7 container hàng hóa nhập lậu từ Ả Rập, Trung Quốc về cảng Đà Nẵng. Đây cũng là các container do công ty Sinset và công ty Thiên Phú Thành Phát nhập khẩu về nước. Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 35 tỷ đồng. Thưa quý vị, tình trạng vận chuyển mua bán trái phép xăng dầu liên tiếp xuất hiện trên vùng biển phía nam của nước ta. Ngư dân sử dụng tàu cá hoán cải thành tàu chứa dầu để hoạt động. Thậm chí, tình trạng săn mạn dầu trái phép trên biển có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, ngày 30 tháng 3, trên khu vực biển cách Tây Nam, Côn Đảo khoảng 40 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tiến hành kiểm tra tàu TG-93798TS do ông Ngô Minh Trung làm thuyền trưởng.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Trung khai tàu đang vận chuyển khoảng 90.000 lít dầu đeo nhưng không xuất trình được chứng từ hóa đơn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải tàu về Côn Đảo. Đây là vụ thứ hai liên tiếp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phát hiện bắt giữ trong vòng một tuần qua. Còn trên đất liền, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Công an tỉnh vừa tiến hành thẩm tra, xác minh và kiểm tra đột xuất kho chứa hàng giả, hàng nhái có diện tích khoảng 1.000 m2 của đối tượng Trần Văn Bản ở xã Gia Trung, huyện Gia Viễn. Kho hàng chứa một lượng lớn các sản phẩm gia dụng, dân dụng, mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Theo lực lượng chức năng, một trong những phương thức được cơ sở này sử dụng để kinh doanh là sử dụng nền tảng số để livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ghi nhận trên hệ thống bán hàng của cơ sở, mỗi video livestream có khoảng 11.000 view và hơn 1.000 đơn hàng được chốt, sau đó gửi đến người mua thông qua các dịch vụ vận chuyển. Thông tin về những vụ án ma túy mới được các lực lượng chức năng triệt phá sẽ được chúng tôi truyền tải ngay sau đây. Thưa quý vị, mở phòng bay lắc ma túy ngay tại phòng điều trị bệnh, tàn trữ và mua bán ma túy ngay tại bệnh viện. Vụ án với nhiều tình tiết khó tin vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Theo đó, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng sử dụng ma túy, có 4 tiền án tiền sự, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 11 năm 2018. Trong thời gian điều trị, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện. Đầu năm 2020, Quý từng bị Công an Hai Bà Trưng bắt về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, nhưng do có bệnh án tâm thần nên Quý được trả về bệnh viện để điều trị. Tại phòng bệnh thuộc khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, đối tượng Quý đã cải tạo phòng bệnh thành phòng cách âm với dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và biến thành nơi giao dịch mua bán chất ma túy. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua, lực lượng hải quan thành phố đã phát hiện bắt giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi trong một lô hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, đang chờ xuất khẩu đi Đài Loan. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận, thu giữ khoảng 4 kg ma túy. Qua công tác soi chiếu hàng hóa, thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra trọng điểm lô hàng xuất khẩu của một người đàn ông ngụ tại tỉnh Bình Thuận, được khai báo là quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm. Người nhận là một công ty ở Đài Loan. Lực lượng hải quan đã phát hiện gần 4 kg ketamine, loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, được cất giấu tinh vi trong các hộp, gói thức ăn được hàng kín để trông như mới 100%. Số lượng ketamine bị thu giữ ước có giá thị trường hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đang phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào chiều qua trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy đã thiêu rụi và làm hư hại tài sản của dãy cửa hàng, quán ăn, đồng thời đe dọa an toàn của một trường trung học phổ thông gần đó, khiến hơn 1.000 học sinh, giáo viên phải sơ tán khẩn cấp. Đám cháy bùng phát từ phía sau của dãy nhà 136 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Khói lửa bao trùm dãy nhà, với phía trước là quán bar, quán ăn, cửa hàng điện thoại di động. Người dân nỗ lực dập lửa nhưng bất thành, trong khi đám cháy lan nhanh gần áp sát trường trung học phổ thông Ernst Thanman, khiến toàn bộ học sinh giáo viên phải sơ tán khẩn cấp. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 5 xe chuyên dụng gồm cả xe thang đến hiện trường dập lửa, ngăn không để cháy lan. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước để làm nguội hiện trường, ngăn lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy thiêu rụi một phần cơ sở tài sản của dãy hàng quán. May mắn không có thương vong về người. Còn tại tỉnh Nghệ An, một tai nạn đáng tiếc cũng vừa xảy ra. Đúng vào giờ học sinh đi học về, những cành lớn từ cây đa hơn 300 tuổi bất ngờ gãy đổ, đè trúng nhiều học sinh, khiến 4 em bị thương. Thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua tại làng Trù, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này có một người đàn ông đi xe máy chở 3 cháu đi học về, một người phụ nữ đi xe đạp điện chở cháu và 3 cháu học sinh đi xe đạp và xe đạp điện trên đường ngang qua gốc cây. Bất ngờ, hai cành lớn của cây đa làng Trù gãy đổ, sập xuống đường. Vụ việc đã khiến 4 cháu học sinh bị thương. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa các học sinh đi cấp cứu. Đến đây, chúng tôi phải nói lời tạm biệt quý vị vì thời lượng của bản tin ngày hôm nay đã hết. Những thông tin mới, nóng sẽ được cập nhật và truyền tải tới quý vị trong bản tin ngày mai. Mời quý vị đón xem.